để khám phá ra những thứ mới, ta cần nhiều thử nghiệm hoặc những thí nghiệm. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng quan sát một thí nghiệm đã biến con người thành một thực thể khác không còn là con người. Tin chuẩn chưa anh? Cuối những năm 1940, các nghiên cứu gia người Nga đã thực hiện một thí nghiệm giữ cho 5 người không ngủ liên tục trong vòng 15 ngày. Để làm được điều này, họ kiểm soát không khí trong phòng thí nghiệm. Chúng là hỗn hợp của khí ga và oxy. Tỷ lệ thì phải được giữ để 5 người kia không thể ngủ. Trong căn phòng thì có đủ mọi thứ và dĩ nhiên không có ai tự nguyện hiến linh hồn mình cho thí nghiệm này. Họ đều là những tù nhân chính trị. 5 ngày đầu tiên, các tù nhân không ngừng kêu ca, hỏi nhiều thứ rằng liệu họ có được trở về nhà sau khi hoàn thành thí nghiệm hay không. Những ngày đầu, họ thường tán gẫu về những thứ đã trải qua trong quá khứ, về gia đình, vợ con và chiến tranh. Khi thí nghiệm chạm mốc ngày thứ tư, câu chuyện dần mang hơi hướng u ám và sâu thẳm. Ngày thứ năm, các cá nhân tham gia có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Họ ngừng tán chuyện cùng nhau và không ngừng thì thầm vào chiếc micro kết nối với phòng quan sát. Ôi bạn ơi! Ngày thứ 9, một người trong số họ bắt đầu gào thét man dại. Ông ta chạy khắp phòng, gào bằng tất cả sức lực của mình trong vòng 3 tiếng liền, cho đến khi dây thanh quản bị đứt. 3 ngày nữa đã trôi qua, các nhà khoa học lo phát sốt vì căn phòng khép kín lại không phát sinh ra bất kỳ tiếng động nào. Họ không chết, chỉ số hấp thu oxy cho thấy 5 cá nhân ấy vẫn còn sống. Đến ngày thứ 7 thì hệ thống camera đột nhiên mất tín hiệu, nhưng thí nghiệm thì vẫn được tiếp tục. Mãi đến ngày thứ 14, các nhà khoa học thực hiện giải pháp cuối cùng là thiết lập hệ thống giao tiếp vào căn phòng, đưa ra một lời đề nghị với mong muốn nhận lại những tín hiệu của sự sống. Một người quan sát thí nghiệm nói, chúng tôi sẽ vào kiểm tra microphone, hãy tránh xa khỏi cửa và nằm úp xuống sàn nhà. Nếu hợp tác, bạn sẽ được tự do ngay lập tức. Tuy nhiên, đáp lại thì chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, bình thản. Chúng tôi không muốn được tự do nữa. Dù gì đi nữa, thì binh lính đã bắt đầu tiến vào căn phòng. 4 cá nhân thì vẫn còn sống, nhưng không ai dám nói rằng có phải họ thật sự còn sống hay là không. Họ không ăn kể từ ngày thứ 5. Phía trong góc phòng, một đống thịt và nội tạng của một người nào đó đã bịt kín nút thoát nước. Có vẻ như những người này đã tự cào cấu ngực và bụng mình liên tục cho đến chết. 4 cá nhân còn sống cũng có dấu hiệu của việc tự hành hạ mình. Họ bị tróc ra phần ngực và bụng, máu thì vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Họ van nài để được sống tiếp trong căn phòng ấy cùng với khí ga kia. Họ trải qua những cuộc phẫu thuật khi không có thuốc mê và luôn cười mỗi khi bắt gặp được ánh mắt của các bác sĩ. Họ tự nhận mình là góc tối của giấc ngủ. Sau cùng, những con người này đã bị phi tang. Câu chuyện và những thước phim thì bị rò rỉ ra ngoài. Các bạn có thể xem video gốc dưới phần comment.